Tú đang chờ. Nè, thấy không? Chân nào cũng bận hết trơn nha. Dạ, hết giờ rồi. Thằng này nó hổn lắm. Không, chết nữa. Không. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Con nữa con đà 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 nữa mấy bạn ồn nhiều quá mà bây giờ tự nhiên cái lần này cái trước đi. Trường Giang ơi Trấn Thành, đôi khi mang ngực giả, nếu chẳng có tình xin kiểm tra toàn cao su trộn với bông gà. Nó hai triệu không? Hai triệu rồi. Trời ơi, quá đã. Dạ, chào ngoại. Dạ, không dám. Nó đang ngoại nhiêu tuổi rồi? Mới 73. Trời ơi, 73 rồi còn lên đây nói dõng dạc, vang, quá đỉnh. Mà xin trình với hai vị là hồi mình viết thơ mà lên xin sắp thức danh hài này đó, ông xã ông quậy dưỡng vô nhìn qua cái dây tôi uống đi, trời đất ơi tuổi này mà còn dám đi lên trên đó, hồi đó giờ chưa biết thầy gòn ra sao mà dám bò lên. Ôi rồi đi lạc làm sao, rồi sao tôi ở nhà con mình tôi biết đường đâu tôi kiếm đó. Rồi ổng chốt lại câu là ổng nói ông càng tôi không được, ổng đi mỗi năm có một ngày 8 tháng 3, nếu mà bà thi đậu tôi hầu bà một năm đó. Nên vì cái câu thách thức đó mà tôi quyết cho đạt mới được. Mỗi năm 1 tháng 3, nếu bà thi đậu hầu bà một năm đó, là mình làm nữ hoàng, ổng làm sai vặt. Hay quá, sai vặt thôi. Dạ, chào ngoại. Dạ, không dám. Nó đang ngoại nhiêu tuổi rồi? Mới 73. Trời ơi, 73 rồi còn lên đây nói dõng dạc, vang, quá đỉnh. Mà xin trình với hai vị là hồi mình viết thơ mà lên xin sắp thức danh hài này đó, ông xã ông quậy dưỡng vô nhìn qua cái dây tôi uống đi, trời đất ơi tuổi này mà còn dám đi lên trên đó, hồi đó giờ chưa biết thầy gòn ra sao mà dám bò lên. Ôi rồi đi lạc làm sao, rồi sao tôi ở nhà con mình tôi biết đường đâu tôi kiếm đó. Rồi ổng chốt lại câu là ổng nói ông càng tôi không được, ổng đi mỗi năm có một ngày 8 tháng 3, nếu mà bà thi đậu tôi hầu bà một năm đó. Nên vì cái câu thách thức đó mà tôi quyết cho đạt mới được. Mỗi năm 1 tháng 3, nếu bà thi đậu hầu bà một năm đó, là mình làm nữ hoàng, ổng làm sai vặt. Hay quá, sai vặt thôi. Vì cái câu thách thức đó mà tôi ráng tôi bò lên đây cho lần đầu tiên bước lên sân khấu cho biết nhìn ta. Vậy là bữa nay mới nhìn kỹ ha, chú này là Trường Giang là dạ. Sông Dài dạ, dạ. Chú này thì là thủ môn Trấn Thành. Giữ không thành. Đúng rồi, đúng rồi dạ. Hán Việt mình là dịch ra là như vậy. Dạ xin đúng. Chào lần nữa. Dạ xin chào ngoại dạ. Để tình già cả chắc dễ dễ chút tiền dạ. Cao cao. Ngoại vừa bước ra là triệu like rồi. Hiểu con nít, cái này là chuyện thiệt đó nha. Biết. Không phải là mình chế biến gì hết trơn. Dạ. Mà dám cãi hết dạ. Một cái thằng con nít 4 tuổi mà nó nghịch ngợm lắm dạ. Đấy, mà tuổi già rồi phải giữ con nít chứ làm sao mà lao động. Lao động ngại súng mà uống ngại tăng là uống thuốc hết chứ không phải là uống rượu đâu nha. Đang kể chuyện chưa có thi. Trời ngoại ơi, ngoại, mình thi chưa hỉ? Sao, cái cũng được. Khoan, thì kể hết đi, kể hết đi. Dạ, ngoại cứ kể chuyện đi nha. Thì kể hết đi thi. Trời, cảm ơn, cảm ơn. Cái tôi dặn đó. Bây giờ dậy đi, tắm đi. Tắm đi. Bấm, trời ơi. Vô. Vô. Rồi, 60 giây bắt đầu. Tôi dặn nó, tôi nói con nằm ngủ hen, ngoan hen, đừng có chọc phá, đừng có phá đồ của nội cái rồi. Chiều cái nội hay cho nội thưởng cho mấy trái ổi hen. Giờ nằm ngủ ngoan nha. Tôi xuống bếp tôi nấu cá mèo, trở lên 5 phút sau trở lên cái thấy đâu mất tiêu. Cái nó tụ từ trên cái gạt măng rê xuống. Cái mấy cái ghế ấy cái tôi nhìn trên ấy cái tôi thấy mấy cái hộp đường đó, nó rớt xuống cái từ đầu tủ xuống đất mà không dám la sợ nó trèo cái ghế nó bể nó dập đầu mình giữ mướn người ta mà. Cái tôi nói ai ăn dụng đường? Con phải không? Nó dạ không có.
con không có. Tôi nói thiệt không, con nói thiệt đi, ngoài không có rầy không có đánh vậy trơn. Nói dạ con không có thiệt mà. Cái tôi chặn họng, bị lão bà chặn đầu. Nói vậy, không có sao cái miệng con còn dính đường kìa. Nó nói hồi nãy con mua chùi rồi mực. Hồi nãy con chùi rồi mà nó không có ăn. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Trong cuộc bài anh có 10 triệu. Dễ thương, câu chuyện dễ thương. Câu chuyện dễ thương là hồi nãy nó chùi rồi đó, là bà tự tố giác bà luôn rồi à, đó, đó mà nói mà đó không là giấu đầu lòi đuôi bởi vậy đó. Mình tới có 11 tiểu phẩm lận nhưng mà mình sợ mình không đủ tự tin là có hơi sức chưa lấy hơi kịp để mà được, mình diễn rồi. Cái nhiều cái áp lực của cái ba hai cái đỏ đỏ đó sợ hai cái đỏ đỏ hai cái đỏ đỏ đó cái mình thôi xin ba được không, chấm dễ dễ xin ba tiểu phẩm nữa. Xin diễn một hả? Tiểu phẩm nữa cho ông ngắn chơi. Mà chắc chắn cười không? Cười đó. Cười à. Ngoại phải suy nghĩ kỹ nha, nếu không cười mất 10 triệu và về nhà là phải đối mặt với ông chồng. Thế ngoại mệt hả? Mừng quá trời. Mừng quá trời. Cho ngồi khoanh đây nói chuyện. Rồi bây giờ ngoại kể cái thứ ba tặng mọi người được không? Được. Đây, hằng ngày tôi áp dụng cái miếng vỏ mà quý vị, nếu mà quý vị xem truyện thì quý vị đoán là vỏ mèo, vỏ rắn, vỏ chuột, vỏ gì tôi cũng không biết. Nổi tiếng nhất của chúng ta cái làng, cái linh tỉnh nào là vỏ cổ truyền vỏ nhất? Bình Định. Đây là vỏ Bình Tích. Bình Tích là cái bình hoa trà đó. Hoa trà đấy. Cái đây là cái vòi nè. Đây nè. Đây là cái vòi, đây là cái quay đấy. Cái quay cầm bỡ hàng ngày tôi phải bỏ cái vỏ đó. Vỏ Bình Thủy chơi sao? Hả? Vỏ Bình Thủy sao? Vỏ Bình Thủy thì hai cái quay vậy. Đó đúng rồi. Đấy, em mà vậy cũng giống như hoa hậu gì đó, giờ trên sàn diễn vậy đó. Là hồi nãy nói thi này á. Vỏ Bình Tích cũng được. Bình Tích con cười thì con rất quen thuộc với Bình Tích. Ở dưới quê mà. Ừ. Vậy mà thì suối... bởi vậy tôi đã nói là vậy mà nãy suối ta dừng mất 10 triệu ta. Đó là cái tại vì tôi nói là cho quý vị bất ngờ là mỗi sáng tôi đều đem cái miếng vỏ này ra tôi dợp với ông. Nhưng mà thật sự là châm trà đấy. Cưng quá. Bữa nay mà tôi về mà nói báo mà đậu rồi đó ha. Hình như là cả xóm kéo lại. Kéo chứ. Kéo lợi để nó chia chứ 10 triệu lận. À, không phải chia tiền đâu. Không phải chia tiền. Không phải chia tiền đâu, thiệt sự á, hổm rày người ta khuyến khích tôi dữ lắm đó. Khuyến chứ. Rồi đi thông tin mà. À, phải ngủ ban ngày nè. Bà mua nhẫn lòng, tim sen uống cho đừng ngồi hộp nữa, gặp trấn thần như chú này nè, sợ dữ lắm đó nghe. Dương ta cổ vỏ. Ta trẻ mà ta còn sợ. Đúng không, ngoại dưới ta cổ vỏ nhiều lắm nha. Đúng rồi. Ta thương chứ. Lo lắng chăm sóc đồ nâng niu chiều chuộng. Nhưng mà bây giờ cái tấm đó có mua được vé xe không? Đâu được. Chắc lâu lắm. Nàng lát xuống dưới tiền tươi. À, như vậy là chắc một trong hai vị cho tiền tươi trả tiền xe. Xin cảm ơn. Rồi. Nói chi vậy? Nói chi? Khơi gợi chi vậy? Bây giờ nè. Bây giờ ngoại đã nói con tặng ngoại 2 triệu tiền xe. Cao vô. Ông xã ơi, tôi được 12 triệu. Bây giờ cái nhân vật làm mất tiền ta phải cho người ta một món quà. Chứ không có ngồi đó mà cười. Tôi đang chờ. Bây giờ mình mang về nhà 15 triệu. Đó, Trường Giang bù 3 triệu. Quá hay luôn. Rồi, đây. Cái này là đưa trước tiền của chương trình. Đưa trước chương trình. Còn tiền của mình thì 4 tháng nữa. Được lên đây giỡn. Cuối đời rồi dù có đoàn tụ ông bà cũng vui. Tôi nói nghe, không phải ai cũng lứa tuổi này cũng có thể dám bước lên đây hết trơn. Cho nên cái đó là cái khích lệ rất là mạnh dữ. Mạnh dữ. Mà ngoại duyên dáng lắm. Vừa nói chung là con chưa tặng ngoại triệu like rồi. Trời ơi, coi TV sao nó không đẹp mà lên đây đẹp quá trời vậy. Ai chết rồi. Thiệt chứ. Quý vị sao lẽ ra trên sân khấu nó đẹp hơn mà dạ chuyện có vô tiếng. Cái này con biết dạ chuyện nó có vô tiếng. Ngoại tụi con rất cần những người như ngoại. Thì chỉ cần hai người như ngoại là đủ sống một tập. Thế đó hả? Dạ nói chuyện không bùm nửa tiếng rồi. Thế vậy là tôi làm bất kỳ giờ không ba đứa ngồi đây đi. Trời mà lấy trà ra pha nói chuyện nhau đánh cờ rồi chứ. Bình tĩnh đi chứ. Bình tĩnh đó đúng không? Ê quý vị ơi. Sao? Giờ sao? 6 con số là 10 triệu. 6 con số 10 triệu. Dễ xương quá. À, ai giờ còn đếm tiền được không ai? Còn. Dù cái đếm rồi. Lắm. Đếm nhanh hơn mà.
cái vụ gì chứ cái vụ đó nhanh lắm. Hay ra à, hay ra rét. Mà thí dụ giữ nít lương tháng được nhiêu? Trời, người ta cho 10 kg gạo, thậm chí người ta dài 300 ngàn, người thì cho ổng 3 xị rượu thuốc đê, thuốc á. 15 triệu là hú hồn. Bây giờ 15 triệu mình chuẩn bị suy nghĩ, dùng cái đầu óc khủng khiếp của mình suy nghĩ 15 triệu làm cái gì vậy nó? Cái đầu tiên, đúng rồi, mình mua 2 cái bảo hiểm, tại vì mình dưới 80 chưa được nhà nước cấp cho 2 cái bảo hiểm. 2 cái bảo hiểm triệu mấy rồi nhá. À, mua cho ổng cái máy trợ thính, ổng bị viêm tay giữa đó. Dạ. Rồi bây giờ là phải không, cái máy trợ thính mà không biết là nhiêu. Không có đó, không mất tiền đâu, có đó chừng 2 mấy à. Nó quá cái con sâu rồi đó. Giỡn không có đâu, có đó không mất tiền chứ, dạ, nó rẻ lắm. Sao đâu có gì, mất có thằng Giang Bù nữa, tụi Giang mua cho cái máy đó nữa. Dạ. Trời. Thôi bây giờ dọn lên nhà con ở luôn đi. Tiếp. Làm ô xin cho cậu. Tiếp. Dạ. Nuôi đàng hoàng chứ. Đó, làm gì, làm gì. Một cái nữa biết gì không? Mua cái máy mà cái gì mà một mã lực mà đằng mà tứ giường đó, mình có được 100 mấy mét máy bơm nước đó. À, kêu cái máy gì đó, máy bơm nước đó, đúng rồi, máy bơm nước đó. Cũng không tin, nói ra 3 lần vẫn không tin, vẫn ngồi chờ mua gì nữa gì. Nãy giờ là còn nhiều tiền lắm á, biết rồi, do cái này là hồn vía lên mây, bây giờ chưa có bình tĩnh để coi mua sắm gì không thẳng tính. Bây giờ nè, bây giờ mình cuối đời rồi, cái gì cái mình phải chơi cho nó gọi là hoành tráng, mình mua vàng mình đeo. Còn nhiều cái tiểu phẩm lắm, mà xin hỏi quý vị có đăng ký thi được sao không? Còn giấu ém trong mình dữ lắm. Tại vì tích lũy là 73 năm biết bao nhiêu chuyện cười. Vậy nè. Vâng, mà có thi được lần sau không? Ờ, còn mấy mời ngoại vô gala đi. Mặc ngoại là... Bây giờ khoan. Tôi xin ban tổ chức là ngoại là mặc dù là thí sinh đặc cách, mặc dù là không có nhận được giải 40 triệu, nhưng mà vì quá duyên dáng đặt cách vô vòng gala thi một lần nữa, chịu không? Thôi bây giờ hôm nay cô làm cô giáo dạy hát cổ. Hôm trước là cô có dạy Trấn Thành rồi. Trấn Gia Thành bây giờ hát cổ rất là hay, rất ok rồi. Dạ, mình đừng có nhìn, biết rồi, biết nghĩ cái gì rồi. Thì hôm nay tới Trường Giang biết nghĩ rồi, thấy rồi, biết rồi. Mình cứ chỉ ngón trỏ lên thi chứ cô. Cô, ngón trỏ của cô đâu ạ? À? Con muốn thấy ngón trỏ của cô. Dạ, cô đưa ngón trỏ là con nhấn chuông liền. Rồi, sorry, quên. Dạ rồi. Khoan, chưa. À, hôm nay cô sẽ dạy các em hát bài vọng cổ. Ngắn. Chỉ ngoài 80 chữ thôi. Dạ. Là mình thi chưa cô? Thi, chưa nghe, chưa bắt đầu để chừng nào. Bắt đầu mình mới thi ha. Con trỏ nha cô nha. Thi ha. Chưa, khoan từ từ. Để lấy cái hơi, lấy cái giọng nó giờ đúng rồi, phải lấy hơi chứ, thi mà không lấy hơi sao thi được. Giờ cô hát trước, xong rồi hai em hát sau. Cô hát trước, cô hát trước giọng cổ trước, rồi hai em hát sau. Nhưng mà ý là mình thi chưa để bấm chuông. Dạ cô ơi. Thi. Dạ rồi, thời gian 60 giây, bắt đầu. Giang ơi, mình đã quen nhau từ muôn kiếp trước, gặp gỡ nhau đây với mối tình đầu chung thủy. Giang ơi, hôm nay chàng nghe cho kỹ, dù cho trăm đắng ngàn cay, em cũng nguyện cầu với mối tình đầu, đừng gặp nhiều điều ngang trái, đừng để đôi ta vào dòng khổ ai duyên nợ ba sanh sắp bài từ muôn kiếp trước. Giang ơi, về đi mà nghe em nói Giang nghe rằng em đã yêu rồi. Mệt quá. Cô ơi, hết hơi thôi rồi cô ơi. Chưa tới gì, quên rồi. Tự nhiên quên rồi. Bây giờ cô cắt tóc cho em. Một cái ghế cắt tóc. Cắt tóc để làm chi? Gần hết hả? Chưa. Cứ cắt tóc. Cắt tóc bây giờ cô cắt tóc giống cái kiểu tóc của cái ông gì mà thấp mà to. Ở trên kia mà bóng lớn. Tròn do dễ dò cái ông gì mà thấp gì nào ông hổng xin thi đó. Caramel. Mà không được đó. Caramel đúng rồi. Cắt tóc cho Trường Giang giống vậy Trường Giang nha. Trời ơi. Chịu đâu sao mà cô quên, cô đây cô run quá, cô mệt quá luôn. Cô ơi. Cô ơi. Cái vai trò của cháu nội mình là làm gì vậy? Còn làm nữa mà chưa quên rồi, con ơi quên rồi. Hả? Quên rồi. Ý là quên luôn vậy trời. Quên rồi, khoan, để ngồi xuống rồi đó. Biết sao? Tại vì cô dự định nó là cắt tóc một cái ghế nữa. Nhưng mà bây giờ cô tới đây cô quên mất tiêu, nãy giờ ngậu trong mệt quá quên rồi. Tẩu quả nhập ma là nhiều lắm mà coi như là suốt hồi lúc mà cách tin tới giờ là cô nhớ nhiều lắm luôn, tự nhiên nó giờ vô. Hồi lúc nãy không sao. Ê, mình dọn cơm ra ăn đi. Dạ cô ơi. Hiện tại thì mình hết thời gian thi rồi.
hết thời gian rồi cô, hết 60 giây rồi. 60 giây rồi, vậy dạ. Sao? Dạ, cô nãy giờ cũng biết hết thời gian hả cô? Không. Đây, trái cây đó, lấy ra ăn. Cô em này đẹp trai, có cái hàm răng khểnh. Dạ. Cô em... Chị ban tổ chức ra để dì trái cây lên ngồi ăn. Cớ sao em đẹp lạ lùng. Dạ. Em nhìn cô cười duyên, thấy cô... em cười hí hí. Hí. Hí mà lại có duyên. Dạ. Hí còn hơn Trấn Thành. Hả? Ô anh Thành đẹp trai, có chân mài dấu sắc. Em đẹp trai làm sao, thấy biết em muốn gì. Em nhìn cô thì sao, em muốn gì em hỡi. Cô biết em muốn gì. Hi 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 hi. Hi 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 hi. Còn nữa còn đà nó mấy bạn ồ nhiều quá mà bây giờ tự nhiên cái lần này cái trước cái chắc cô nằm dạ quá à. Cô nghĩ là cô sẽ ít nhất là cũng được 3 vòng. Cơm. Mà bây giờ cô gì chắc cô nằm dạ cô nhiều lắm luôn mấy chục lần mà. Mà thật ra là cô mê giọng cổ ốp mê cái lương. Mà hôm nay cô đi thi hài. Mà thật ra cô thích hát giọng cổ. Trời, mê cái lương. Hôm nay thi hài nhưng cô thích giọng cổ. Đó, cô chết gì đó không có nói thiệt luôn. Nhỏ chưa biết chuyện gì luôn kìa. Dạ tôi nói tiếng lòng của con nhỏ con gái ngồi kia bên. Tôi đang làm gì đây? Tôi đang ở đâu đây? Dạ thôi thì mình hẹn mùa sau mình thi tiếp nha cô nha. Thôi thì hẹn mùa sau. Cô xin thề thi. Dọn cơm ra ăn đi. Cô không bỏ cuộc đâu Quý ơi. Đúng rồi cô đó ha. Mùa sau mình đi đi tiếp mà. Mắc mơ gì phải bỏ cuộc ha. Đúng chỉ rồi. Tội con nhỏ ở đây ha. Thôi mình về mình tập lại là năm sau mình đi tiếp nha. Đúng rồi dạ. Biết hiểu luôn. Hiểu luôn nhưng mà nhìn nhìn cái đã. Nhìn cho đã hai người. Lát nhìn, mình nhìn sau. Lát mình nhìn không, sau. Bây giờ nhìn nựng cái về. Dạ nựng đi cô. Nựng đi cô. Nựng kêu xe dạ, về. Dạ đúng rồi. Nựng đi. Béo cơm cô. Dạ. Lát anh nựng em nha. Đi từ từ, hồi nãy vô kẹo giò. Rồi bắt tay cô gái này rất là vui vẻ. Chúc hai giám khảo trẻ tuổi đẹp trai đa tài ha. Mà hai hoài hoài cho già coi, những già sống lâu trăm tuổi. Dạ, cảm ơn okay. Cô. Dạ. Ê bà. Cô ơi, mình mang giày vô ạ. À. Hả, quên giày luôn rồi. Cô đi dạ. Đường nào vậy con? Đường nào, dạ, cô quên là không biết đường đi. Dạ, bây giờ quẹo trái hay là quẹo phải cũng được cô à, như nhau thôi. Thích dạ. Cho quẹo đâu quẹo đó. Dạ, bên trái đi cô ha. Bên đây hả? Hồi nãy ta dặn đi bên đây mà. Dạ, thì mình đi bên đây đi cô. Hả, yeah. Bye bye. Cô xin chào hai vị giám khảo Trấn Thành và Trường Giang. Dạ. Dạ, con là Bắp ạ. MC. Dạ, một dạ. Một Huy. Dạ. Đẹp trai quá. Rồi à. Chào đây xong rồi, đây xong, bây giờ tới khán giả. Xin chào hết tất cả mấy chị gái chưa chồng, mấy anh trai chưa vợ. Đó, chào hết quý mợ phong, quý mợ phong lưu và quý ngài quý phái. Đó. Em xin chào từ phải sang trái. Em chào từ dưới lên trên. Rồi em chào tất cả mọi bên, nói chung em chào hết. À, hôm nay tôi được lên đây và nhìn thấy tất cả mọi người trong thiên trường này. Ai cũng đẹp hết đó. Đẹp mà có duyên mà tươi nữa kìa. À. Đó đó, cái chị đó, có tóc bạc đó, chị cười rất là tươi, rất là xinh. Chị cười lên đi, camera ra rồi. Chị dòm vô một tí thôi, xin ba giây cận cảnh đó. Nếu như chị về á là mai mốt ông xã chị có coi thì truyền hình á. Trời ơi, ông thấy chị đẹp khoái lắm đó. Thôi xin chào hết. Rồi bây giờ bây giờ là cô à, còn nữa hả? Dạ cho em nhạc cha cha cha. Nhảy đi cha 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 cha. Trời nhảy khác này. Cô ơi, cô rất là vui tính luôn. Nhưng mà cô phải nghĩ tới chuyện cô nhảy như vậy thì bánh cam mới nằm dưới đất hết rồi. Con ơi, nó rớt nó cũng trả tiền con ơi. Ủa vậy luôn hả? Ủa chứ sao, vậy mới nói nha, mình nhảy hết cỏ luôn. Chơi cộm cán vậy đó hả? Trời già từng này, tuổi 65 tuổi. Nó biểu nhảy mình nhảy tại vì cô đam mê lắm. Dạ. Tại vì cô đam mê cái Trấn Thành nè, Trường Giang nè. Đó. Bí lệ Ngô Quý Huy.
cô đam mê mà đến nỗi cô làm bánh cam ở dưới bếp mà đứng chiên đi có bữa cháy hết luôn. Chiên chiên mà đứng cứ hai cái chân vậy luôn. Ừ, vậy đó. Rồi dạ bây giờ là dạ hai mẹ con mình có diễn chung với ai không mà hay là hai mẹ con song tấu thôi? Dạ hai mẹ con song tấu. Nhưng rồi. Mà vậy nhưng mà vòng đầu là mẹ em giao lưu. À. Dạ, con nữa. Bây giờ cô xin giao lưu cái này là cô đi bán rồi về cái cô tự suy nghĩ ra, cô viết ra là cô đem Tấn Thành với Trường Giang vô trong cái bài mà thương hoài ngàn năm. Wow. Là cô viết vô rồi cô tự đặt rồi cô tự hát cho Phục để tặng hai vị khán giả. Dạ. Cô ơi, dạ bài hát này là mình hát tặng khuyến mãi hay là mình thi ạ? Tặng khuyến mãi thôi. À khuyến mãi thôi, dạ xin mời cô ạ. Cái này là từ sau những cái trận bánh cam đã cháy đúng không cô? Đúng rồi. Dạ để bây giờ cô hát thì phải nói cô mới biết chứ tự nhiên làm sao. Rồi 2, 3. Trường Giang Tân Thành ngồi đó cười đi, cười mãi cười hoài thì cũng được thôi, ai có ngăn cấm không cười. Xin quý ngài hãy cười lên đi, xin người cười cho thoải mái, chúc ai người hạnh phúc và đẹp trai. Để hằng ngày còn gặp thí sinh cho Tấn Thành Trường Giang ngồi đến nhau. Là chưa hết. Còn nữa. Dạ tiếp. Ôi sung sướng thấy tôi đã gặp Giang Thành mà lòng tôi thường mơ ước, nhưng chỉ ngại cho tôi đây chọc cười, chưa tới thì Thành Giang sẽ không cười. Cái câu được. Cái câu cuối cùng là cái câu dự báo tương lai. Còn nữa, còn nữa. À còn nữa. Nhưng thỏa lòng rồi tôi được lên sóng mà từ lâu tôi ước nguyện thấy lòng đam mê đi thách thức danh hài. À cảm ơn cô ạ. Cô qua cái chia là show của Trọng Doan á là cô nghe cái câu quyền cái câu thuộc luôn. Rồi hát đi cô. Về nơi xứ Quảng thăm người em phố hội sông Thu Bồn, con nước lững lờ trôi đường chùa cầu, mưa buông dâng ngập lối rừng thông xanh, mưa thấm ướt bờ môi, thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làng môi hồng suối tóc xóa ngang vai, bờ mi cong nhấp nhô thuyền chưa đàng, sông giáp vào ngũ hành sơn, dạ em chẳng mình hoàng hơn các biển, tóc em xanh như dòng nước Hạc Giang, tình toa đẹp như vần trăng xua sóng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn, Trường Giang đẹp như vần trăng xua sóng, tên chân thành ngũ hành sơn. Là cuối cùng là con lên trển còn Thành lên núi đó hả? Không phải Vũ Anh Sơn là Tài Thiên ở trển bị đè. Tài Thiên bị đè trong đó. Kính thưa quý vị, tên tôi là Nguyễn Thị Chi. À, tôi năm nay 16 tuổi, à không, 61 tuổi. À, tôi sở hữu một nhan sắc nhỏ nhắn, xinh xắn. Một vẻ đẹp mà người ta hay gọi là đẹp lạ. À, kính thưa quý vị, tên thường gọi của tôi là Cúc. Anh hàng xóm hot boy thân thương, một vợ, hai con, ba cháu nội đã đặt cho tôi một cái nickname thiệt là kêu, đó là Lucky Gay. Và nghe tiếng trúc trắc ngúc ngắt và hắn rỗn ráng như là Việt Kiều Trung Đông đó. Và nhưng mà đơn giản thôi Trang Thành, Lucky Gay, và là Lê Thị Cúc, và là em bé Cúc U61. Chúc mừng cô, danh hài chiến hành đã đỡ được cười và cô có 2 triệu đồng. Yeah.
dễ thương. Ngôn từ của cô rất là nhiều, có nghĩ cô buôn bán chắc là đắt lắm. Cô bán là cô bán trong shop hay là cô hàng chợ quẹo lửa? Hàng chợ quẹo lửa mấy anh chị ơi. À, cô là quẹo lửa mãi vô mãi vô. Hàng chi đó ta nói cái miệng là chắc lập rồi nè. Cô dân Đà Nẵng luôn hả? Cô dân Đà Nẵng. Dạ. Cô sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Dễ thương quá à. Nói chuyện lanh lợi mà. Cô thích nói là cô đẹp. Đẹp dịu dàng mà không chớ lối. Cô ơi. Bây giờ là theo ước nguyện của cô á, là cô thắng vòng này rồi, cô đang có 2 triệu tiền xe rồi đó. Bây giờ cô muốn mình lấy 2 triệu mình ngưng, hay là cô muốn chơi tiếp mình lấy 10 triệu? Hắn dụ cô. Tôi có nói với con tôi rồi. Dạ. Nếu mà mẹ không bờ được nhiều ít kia mà hết tiền mình sẽ là mẹ đi bụi luôn. Trời ơi sao chơi bất chấp dữ đó. Giờ tới đi cô ạ. À cô có chuẩn bị chưa ạ? Cô có chuẩn bị, đánh máy kịch bản đàng hoàng. Trời ơi. Dữ. Chào luôn. Cô ơi, vậy quyết định của cô là Chơi tiếp. Yeah. 60 giây, bắt đầu. Nói về họ ghê ý. Họ ghê mà chư mà là thiệt là chẳng thanh túi nè. Mà lên mạng á hả, mở Facebook ra là thấy là họ ghê. Mố mà nhá nhạt như nẩm mà mặt sau mưa rồi đó. Có họ ghê được phong, nhưng mà cũng có họ ghê á, tự phong. Cha tao nói họ mua ghê mố mần ra nhiều nữa. Nữa thì tôi hỏi Trần Thanh này, Hương này, Ngô Kiện Huy này, Mãi Anh Chi này, họ ghê, nữa thì họ ghê là chi? À túi thì tôi nói thì Trần Thanh nghe được không nhỉ? Họ ghê theo ý túi á, được tiếng nghe chứng nghĩ dài tiền nách, mặt á vi lai nước hoa channel number 5, nhà ở villa và tiền sai Bali. Trời ơi, chúc mừng cô, nhân hành chúng ta đã cười cho cô có 10 triệu. Bây giờ ra đi Huế rồi hả? Vì cô là người Việt gốc Huế. Hả? Tôi cha rồi đó, đang nội Đà Nẵng. Vì cô sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, nơi tôi cất tiếng khóc vào đời. Trời. Nhưng mà là gốc Huế, là bố mẹ có người Huế đó. Bố mẹ có người Huế. Cô, sau chương trình này, người ta phải gọi cô là hot girl. Cái gì chưa? Ngồi chuyện lưu loạt. Rồi con chân dài nách, mặt vi lai ở nhà Paris. Gì chưa? Quả được, chiều hot girl này quá. Chiều. Đẹp. Chịu. À, kính thưa các bác, ở trên đời này á, có những cái thứ người ta không trông mong chờ đợi mà nó vẫn cứ xuất hiện. Trên trời là có không tặc, dưới biển là có hải tặc, bờ sông là có cát tặc, trên rừng là có lâm tặc, mỏ vàng là có vàng tặc, và đổ xăng là gặp xăng tặc. Và gần đây nhất trong thành biết gì không? Gần đây nhất, nóng hổi nhất là có sầu riêng tặc và đánh giày tặc. Đánh giày tặc làm gì? Tiếp cô. À, đánh giày tặc là vì một số du khách người ta phàn nàn, người ta đang đi như thế này, cái tự nhiên tới, giày anh là hư, giày anh là dơ, làm cho dơ, quất một tiếng, điến hồn. Rồi còn sầu riêng tặc là gì? Sầu riêng tặc là vì vừa rồi là cái khi thu mua sầu riêng tới là có một số nạn bảo kê và hành hung để ép giá nhà vườn. À, tiếp luôn là cái gì? À, lấy cho ba cái từ vô làm luôn. Cả luôn. À, chết cha hết giờ rồi. Chúc mừng cô đã có 20 triệu đồng. Bé Cúc. Bé Cúc 16 tuổi. Mình nói cho bé Cúc nghe. Rất là cảm ơn bé Cúc đã dùng 2 từ ngưỡng mộ cho Trấn Thành. Đó là một cái điều hạnh phúc nhất của những người nghệ sĩ. Nghe được 2 chữ đó thôi là vui từ đây tới tối rồi. Cái thứ hai, mình nói cho Cúc nghe, kể từ giây phút này, sau bức màn này, sau khi bước Cúc đặt chân bước ra khỏi bức màn này, bước sẽ ngẩng cao đầu nhìn cả thành phố Đà Nẵng với sự ngưỡng mộ của toàn thể bản hàng của Cúc. Ngày hôm nay, ngày mai Cúc bước ra chợ hàng
Cúc bước giọng mẹ. Đống Đa, chợ Đống Đa. Đống Đa hả? À, bán Đống Đa phải không? Này mai tiếp thị luôn. Tiếp thị luôn. Cúc bước ra chợ Đống Đa giọng mẹ. Cúc chẳng ngày hôm nay Cúc 20. Cúc 20 triệu. Cúc bước ra bạn bè Cúc xếp rã. Chị Cúc bán tiếp. Dữ. Duyên dáng. Con gửi cô ạ. Và xin chúc mừng cô đã có 20 triệu đồng. Dạ đẹp. Đẹp. Con gái tôi, cháu tôi, một vui cháu tôi ở nhà U18, U17, U21 rất thích. Cô thấy cái cuộc thi diễn hài này nó không có cân sức. Bên giám khảo là hai vị danh hài trẻ tuổi nổi tiếng, còn cô là một bà già, là thí sinh trên 70 tuổi. Em là thuộc loại chuyên môn, còn cô là chuyên bạc hà. Mà chuyên môn mình thế nào cũng ngon, chuyên ngon hơn là chuyên bạc hà rồi. Nhưng mà em nghĩ coi 10 cái mỏ của cô đấu cũng không lại hai cái mỏ của hai đứa em nữa. Hai đứa em nó lanh như là con tép lặn tép lội vậy, như là cái mỏ đình cái mỏ làng vậy, làm sao mà cô làm lại. Nhưng mà cô rất tự tin, bởi vì xưa nay cô chú ý, cô nhớ cái lời Trường Giang có dặn rồi. Khi lên diễn hài, thí sinh cần nhất là phải đem theo bên mình một cái chân thật. Cô có hơn cái chân thật nữa. Đây nè, cô có hai cái chân nè. Thấy không? Chân nào cũng là cái chân nào. Cái chân cô nó xấu lắm, cô đưa lên cô cũng mắc cỡ chứ lắm đó. Dễ thương. Mang chân thật lên chứ không ai mang chân giả. Chà, có bài, có bùa nữa. Bùa ghi trên tay nữa. Chịu à, chịu à. Biết gì mà còn nói cho người ta mắc cỡ nữa. Có gì đâu, có gì đâu mắc cỡ. Trời ơi, miễn làm cho người ta cười thôi chứ. Đúng không cô? Đâu có dạ. Sao đâu. Dạ. Không nhớ thì coi bùa có sao đâu. Dạ. Hôm nay ai đưa cô đi rồi cô? Mấy cái thằng âm binh trong xóm nhà cô nè. Ở trong sớm có chiếc xe, cái nó bao xe cho cô đi. Mà nó nói mày thi là mày phải đậu, thì tao mới cho mày về. Còn mày rớt thì mày đi bộ về, tao đi mình vô. Ai mà lại xưng mày tao với cô? Thì mấy đứa trong sớm, mẹ con nhỏ bạn hồi đó, nó học, nó hồi đó trường 80. Là bạn cùng trang lứa luôn hả cô? Nó trường 80 chung với cô mà nó bây giờ đang binh với cô vậy đó. Bây giờ đang binh. Trời ơi. Cô ơi dạ. Được 2 triệu ngon lành. Dạ. Còn gì vui hơn không? Dạ còn. Dạ vậy cô thi tiếp cô hen. Rồi bây giờ xin cho cô bắt đầu. Dạ. 10. Trời ơi, cái thằng này nó tào lao sợ. đếm từ 3, 2, 1 thôi. Dạ lỗi cô. Làm cái gì mà nãy mà không kịp cô quay qua cô chửi nó là con cười liền đó chứ. 3, 2. Mày bị chửi là đúng rồi. 1. Thời gian bắt đầu. Cô bị lé. Mắt cô một câu, con đậu con bay nè, thấy không? Vậy á, nhiều khi á, cô đang nhìn Trấn Thành mà người ta tưởng cô nhìn Trường Giang. Mà nhiều khi cô đang nhìn Trường Giang, người ta tưởng là cô nhìn cái đồng hồ kìa. Vậy á, mà miệng đời họ còn miệt thị cô nữa nha. Họ nói đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn, nhất lé. Cô ơi. Ai mà nói đúng vậy cô?